viên quốc tế, cụ thể là các bạn sinh viên Trung Quốc, để hỏi các bạn xem ấn tượng đầu tiên của các bạn đấy về đất nước Việt Nam là gì và ok. Xúc động, sinh viên Trung Quốc du học tại Việt Nam đã thú nhận sự thật mà họ đã hiểu sai về Việt Nam. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn. Các bạn thân mến, cách đây đâu đó tầm chục năm đổ lại thôi, khi mà nhắc đến hai chữ du học, người ta thường nghĩ ngay đến các học sinh Việt Nam ra nước ngoài như Anh, Mỹ, Pháp và Trung Quốc học tập, chứ chẳng ai nghĩ gì đến việc sang du học ở Việt Nam. Việt Nam thì có gì để học? Việt Nam nghèo đói, chiến tranh, thật vô lý khi bỏ tiền sang Việt Nam để học một cái gì đó. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cá chép cũng có lúc hóa rồng. Vài năm trở lại đây, Việt Nam đón khoảng 5.000 du học sinh quốc tế đến du học mỗi năm. Đáng nói thì trong số này có không ít du học sinh đến từ nước bạn láng giềng phương Bắc. Điều này khiến cho netizen Trung Quốc vô cùng hoài nghi. Mới đây, đích thân một du học sinh lên tiếng, họ mới vỡ lẽ ra. À, thì ra là thế. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do vì sao mà càng nhiều người Trung Quốc chọn Việt Nam để học tập cũng như đọc bình luận của các netizen Trung Quốc các bạn nhé. Trước hết, chúng ta cùng xem một đoạn video được thực hiện bởi một cô gái vlogger xinh đẹp Việt Nam. Cô bé này đang thực hiện thử thách trò chuyện và gặp gỡ du học sinh Trung Quốc để hỏi xem trải nghiệm của họ khi học ở Việt Nam như thế nào. Trong video, các bạn Trung Quốc có người đã đến Việt Nam học trong 1 năm, 5 năm, có người chỉ mới qua 1 tháng. Họ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt, rất vui vẻ chia sẻ rằng họ yêu môi trường học ở Việt Nam, thích ăn phở và không hề hối hận khi học tại đây. Đáng chú ý, có một cô gái đã tiết lộ lý do thực sự khiến cô ấy đến học ở Việt Nam như sau. Hồi mình còn học cấp 3, rất may mắn khi mình được tham gia các hoạt động giao lưu Trung Việt, rồi mình được đến tỉnh Lào Cai của Việt Nam. Mình cảm thấy người Việt Nam rất nhiệt tình, mình rất thích, rồi càng có thêm hứng thú về Việt Nam nữa nên mình đã qua bên này. Trong khi đó, có một cô bạn khác còn thẳng thắn nói ra điều còn thiếu sót ở việc học ở Trung Quốc so với học ở Việt Nam như sau. Sinh viên Việt Nam rất giỏi tiếng Anh, điều này đối với mình là một cú sốc văn hóa. Bởi lẽ ở Trung Quốc, tiếng Anh của sinh viên khá là bất ổn, nhưng ở Việt Nam thì tiếng Anh rất phổ biến, rất ok, nhờ đó trong tương lai mình có thể phát triển ở mảng kinh tế đối ngoại. Khi video này được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc, video đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Thứ nhất, người Trung Quốc tưởng đây là video ngụy tạo. Họ tự hỏi rằng, lấy đâu ra nhiều người Trung ở Việt Nam như vậy? Thứ hai, nhiều người nhấn mạnh lần nữa rằng Việt Nam chẳng có gì để học. Bên cạnh đó, vẫn có những người đã hoặc đang đi du học ở Việt Nam và nhận ra những điểm tốt khi du học ở đất nước của chúng ta. Vậy cụ thể họ nói những gì, chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé! Đầu tiên là một số ý kiến review của dân mạng Trung Quốc mà mình đã góp nhặt được trên mạng xã hội này của chính những người đã hoặc đang học tại Việt Nam. Tôi đã học tiếng Việt tại Trung Quốc 2 năm và đã sang Việt Nam được nửa năm để học nốt chương trình còn lại. Tôi có thể nói khá tốt nhưng rất ngại ngôn ngữ Pháp. Bản thân tôi và các bạn khác phải nộp 2.000 USD tiền học phí, còn ở ăn uống thì tự túc. Tôi được ở ký túc xá sinh viên quốc tế của trường, đó là khu vực quản lý an ninh khá chặt chẽ. Đặc biệt, Việt Nam cũng có nhiều khu phố người Hoa nên mọi người sẽ không còn cảm thấy lạc lõng khi đến Việt Nam trải nghiệm và học tập đâu, nhìn chung là không tệ. Mình là du học sinh tại Việt Nam đây. Việt Nam thực sự quá tốt. Có một lần người Việt Nam nghe thấy tụi mình nói chuyện bằng tiếng Trung, mọi người không cảm thấy kỳ lạ mà còn rất hoan nghênh du học sinh đến Việt Nam, mọi lời đồn đều tan biến. Thà lương thấp mà được tươi cười và hạnh phúc mỗi ngày như vậy còn hơn lương cao mà áp lực đè nặng lên đầu. Bạn chê Việt Nam nhưng không hạnh phúc như họ. Khi học ở Việt Nam, hầu hết các bạn chỉ cần sắm một chiếc xe máy để giải quyết vấn đề đi lại. Chi phí nhiên liệu của một chiếc xe máy thấp hơn, nó nhàn hơn rất nhiều so với giới trẻ Trung Quốc. Đúng là chuyện hiếm có, khó tìm. Nghìn năm có một các bạn ạ. Bấy lâu nay chúng ta toàn nhận cơn mưa gạch đá, những lời nói sằng bậy chẳng mấy dễ nghe của người Trung Quốc. Mà hôm nay, chính những người Trung Quốc đã phải gật gù khi nhận rằng Việt Nam không hề nghèo, cả về vật chất lẫn tinh thần, và đặc biệt là không nghèo về tri thức. Hai nước tuy là láng giềng gần nhau, truyền thống văn hóa và tập quán giống nhau, nhưng tuyệt đại đa số người Trung Quốc lại chưa hiểu Việt Nam. Tuy nhiên, những bình luận tích cực chỉ giống như là muối bỏ bể trong vô vàn những bình luận chê bai. Chúng ta cùng xem thêm vài góc nhìn khác nhé! Học được gì từ Việt Nam? Tôi không thể học hết lịch sử của đất nước mình, Việt Nam bắt chước Trung Quốc. Những người học ở Việt Nam chủ yếu đến từ Vân Nam và Quảng Tây. Cả Cai Vân Nam và khu tự trị Choang đều đang chơi con bài ASEAN. Mặc dù việc đi du học ở đâu là vấn đề tự do cá nhân, nhưng tốt nhất nên gắn liền với chiến lược quốc gia,
Bất cứ nơi nào đất nước di chuyển thị trường trong tương lai, bạn sẽ là một nhân tố quan trọng. Bằng cách này, bạn không chỉ có thể đóng góp cho đất nước mà còn tối đa hóa giá trị của cá nhân mình. Việt Nam có đáp ứng được tiêu chí này không? Công bằng mà nói thì ở Việt Nam đồ ăn rất khó ăn. Nó khá khô và không có một chút dầu nào, màu sắc thì nhạt nhẽo. Riêng việc này đã có thể khiến tôi không muốn sang Việt Nam du lịch chứ nói gì là ở lại học tập. Đang học ở Việt Nam, tại sao không đến trường đại học Bhutan nổi tiếng thế giới? Tôi đã từng học qua tiếng Việt và thấy khá nhiều điểm chung với tiếng Hán. Tuy nhiên, tiếng Việt phức tạp và khó học hơn nhiều, dễ gây nản và học nó cũng không có tác dụng gì. Tiếng Việt có tới 50-70% từ vựng được mượn từ tiếng Hoa, không đáng để học đâu. Thực tế, người nước ngoài rất nên học tiếng Trung để mở mang kiến thức, còn người Trung Quốc không cần học vì tiếng Trung đã bao hàm tiếng Việt rồi. Việt Nam đang phát triển dần lên, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn nên sang Việt Nam học. Điều đó thật tốn kém và không có ý nghĩa. Lương ở Việt Nam chỉ bằng lương công nhân ở Trung Quốc, thà làm công nhân còn hơn. Cảm ơn bạn đã bật mí. Thật là một sự thật cay đắng cho một số người Trung Quốc. Chúng ta đã hiểu sai về Việt Nam quá nhiều. Biết đâu giáo dục Việt Nam có những điểm mà Trung Quốc chưa có thì sao? Tôi thấy bạn nói tiếng Việt rất giỏi. Chúc bạn thành công hơn nữa nhé! Tại sao phải học ở Việt Nam trong khi Trung Quốc không thiếu trường đại học? Tôi không hiểu nổi giới trẻ hiện nay. Tôi có quen một người bạn cũng đã từng học tiếng Việt 5 năm ở Việt Nam, nhưng sau đó anh ấy phải làm một công việc với mức lương cực kỳ thấp. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định sang Việt Nam học, nếu không bạn sẽ phải hối hận đó. Nói dối, người Việt nói chuyện tử tế mà thu thêm phí hải quan đối với khách du lịch Trung Quốc. Bây giờ, tôi mới biết có những người Trung Quốc dại dột đến như thế. Chưa bao giờ có ai muốn đi học ở một quốc gia kém phát triển và thiếu thốn về điện nước, y tế, internet như Việt Nam. Điều đó thật quá khó hiểu. Việt Nam đang tấn công trên mọi mặt trận. Tôi bắt đầu thấy e sợ với quốc gia này. Bây giờ, họ đã thôi miên tầng lớp trẻ Trung Quốc. Tiếng Việt là ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Tôi muốn ở lại Việt Nam làm việc và yêu đất nước này nên tôi quyết tâm học đến cùng. Người Việt Nam sẵn sàng chỉ cho tôi mỗi lúc tôi phát âm sai. Họ rất tốt bụng. Ở Trung Quốc không học đại học được, không có tiền đi du học châu Âu, Mỹ thì chỉ có thể sang Việt Nam và Campuchia học, về nước sẽ thành đùa, đáng trêu chọc thay vì tuyên dương. Thật là xấu hổ cho đất nước, có gì để học hỏi từ Việt Nam, sự khác biệt giữa Việt Nam và Quảng Tây là gì? Sau khi đọc bình luận thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được rằng người Trung Quốc vẫn rất tò mò không hiểu lý do vì sao lại học ở Việt Nam làm gì. Với câu hỏi này, mình xin nhờ các bạn khán giả yêu quý của Loa Phường 4.0 trả lời thay. Còn quan điểm của kênh thì thế này, có lẽ đúng như những gì người Trung Quốc lo lắng thì hiện nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập với các sân chơi quốc tế. Chính vì vậy, nhu cầu người Trung Quốc học tiếng Việt, du học ở Việt Nam để có thể dễ dàng và thuận lợi hơn trong giao tiếp và làm việc cũng sẽ tăng nhanh. Việc học ở Việt Nam sẽ giúp cho người Trung Quốc có nhiều cơ hội, việc làm hơn, có thể phát triển tốt ở môi trường lành mạnh như Việt Nam về lâu về dài. Những ai muốn học, Việt Nam sẵn sàng mở rộng vòng tay. Còn nếu không, chỉ mong rằng không ai nói lời cay đắng về Việt Nam. Đừng để những tờ báo kém uy tín che mặt các bạn. Như vậy thì cơ hội phát triển cho các bạn chỉ hạn chế hơn mà thôi. Còn các bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy bình luận bên dưới những quan điểm của bạn nhé! Đến đây thì Loa Phường 4.0 phải nói lời chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Đừng quên cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!